Xin chào các em học sinh lớp 9 yêu quý. Như vậy là đến thời điểm này chúng ta đã biết các cái môn thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Như tại tỉnh Nam Định thì các em sẽ thi 3 môn: Văn, Toán, Anh và Toán và Văn hệ số 2. Như vậy là môn Toán là một trong những môn có tính quyết định khá cao. Sau đây thầy giới thiệu tới các em một số cái đề thi tự luyện để sẵn sàng thi tuyển sinh vào lớp 10. Cái form đề này thì khá giống với cái đề của Nam Định một số năm gần đây. Nó gồm hai phần: phần trắc nghiệm, phần tự luận. Phần trắc nghiệm của đề này là 3 điểm, của Nam Định thì thường 2 điểm. Trắc nghiệm này có 6 câu và phần tự luận này có 7 câu. Kèm đi vào phần thứ nhất nhé, phần trắc nghiệm. Khi x bằng 7, biểu thức có giá trị là. Thì những câu này thì rất đơn giản. Biểu điểm chúng ta chỉ việc thay x vào rồi thực hiện tính toán. Và nhớ là lấy máy tính để kiểm tra đáp số câu này các em nhé. Câu 2, trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R? Thì đây người ta kiểm tra về tính chất hàm số bậc nhất. Hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b đồng biến trên L khi a dương. Như vậy các em phải xác định được cái a là cái số nào. A là cái số dính ở trước x. Câu này thì a là âm 1, câu này a là 2, câu này được này. Câu này là a là âm này, câu này a âm. Một số bài người ta cho khổ khoảm hơn thì người ta có thể cho là y bằng trừ 2x cộng căn 5x. Thì lúc đó các em phải ghép trừ 2 với căn 5 lại để chỉ có 1x thôi, và đứng trước nó là số a. Bài số 3 là một bài toán về phương trình trục phương. Bài này nó đơn giản, chúng ta giải cụ thể. Đặt t bằng x bình phương tính là 2t, 2t dương thì em kết luận luôn là có 4x. Cho hàm số y bằng ax bình phương a khác 0, điểm m thuộc đồ thị khi, tức là tìm a khi biết m thuộc đồ thị. Thì bài này chúng ta hiểu tính chất của điểm thuộc đồ thị thôi. Điểm thuộc đồ thị khi tọa độ nó thỏa mãn phương trình này. Nhớ là thay 1 vào x, thay 2 vào y, kèm tìm được a. Bài số 5, từ điểm A bên ngoài tròn C kẻ hai thực tuyến AB, AC tới đường tròn BC cắt tiếp điểm, kẻ đường kính BK biết góc BAC bằng 30 độ, số đo cung nhọn CK là. Tiếp tuyến này, BAC bằng 30 độ, đường kính BK tính số đo cung nhọn CK. Thì bạn này các em khai thác tính chất tứ giác này nội tiếp là nhanh nhất. Tứ giác này nội tiếp. Như vậy cái góc A này cộng với góc BOC này sẽ bằng 180 độ. Như vậy góc O này sẽ bằng 150 độ. Từ đó suy ra góc COK này bằng 30 độ. Và số đo cung CK thì bằng số đo góc nội tiếp chắn cung đo. Như vậy số đo cung CK là bằng 30 độ. Bài số 6, cho tam giác vuông tại A, gọi H là chân đường cao từ A xuống BC. Biết HB trên HC 1/3. Như vậy các em sẽ biểu thị được HB theo HC hoặc HC theo HB. Như vậy ở đây HC sẽ biểu thị theo HB là 3 lần HB. Và chúng ta dùng tính chất bình phương đường cao. Bình phương đường cao AH trong tam giác vuông bằng tích hai cạnh nó định ra trên cạnh huyền, tức là bằng HB nhân HC. AH người ta đã cho HC các em biểu thị theo HB. Thì như vậy chúng ta chỉ còn một phương trình chứa HB và các em giải HB. Như vậy trắc nghiệm khá đơn giản. Tự luận 7 điểm. Ở câu 1 rút gọn biểu thức A thì câu này không có gì khó khăn cả. Ở đây các em nhìn thấy căn x trừ 1 nhân với căn x cộng 1 thì nó chính là một hằng đẳng thức và nó là x trừ 1. Như vậy các em quy đồng luôn, lấy mẫu chung x trừ 1. Cái tử số này chúng ta phá tung ra và thường là các em làm được đến đây. Đến cái chỗ này. Và đến cái chỗ này thì nó chưa phải là rút gọn của biểu thức đó, mà các em phải đi tiếp một bước nữa. Mà muốn biết đi được nữa hay không thì các em phải lấy cái x bằng 1 là nghiệm của mẫu này, các em thay nhân tử x bằng 1 thành đây, các em được 2x trừ 3 cộng 1 nó cũng bằng 0. Như vậy cái phân số này còn rút gọn được. Và hướng rút gọn là chúng ta tạo ra cái lượng ứng với x trừ 1. Thì ở đây chúng ta phân tích tử trước. Phân tích tử thì chúng ta sẽ tạo ra được căn x trừ 1. Và mẫu này x trừ 1 các em lại lái được về căn x trừ 1. Chúng ta triệt đi. Như vậy còn 2 căn x trừ 1 trên căn x cộng 1. Các em nhớ dấu hiệu nhé. Một cái phân số mà có rút gọn được không thì chúng ta nhớ cái dấu hiệu của nó. Các em lấy nghiệm ở mẫu thay nhân tử. Nếu thấy nó bằng 0 thì cái phân số đấy khả năng cao là rút gọn được. Tìm x là số chính phương để 2019A là số nguyên. Đây thì A đã rút gọn đây rồi. Các em lấy 2019 nhân với A thôi. 2019 nhân với A thì về kỹ thuật thì các em phải tách cái phần nguyên ra là 40318. Sau đó các em lý luận để cho cái phần còn lại này là số nguyên.
Cái này là số nguyên thì khi căn x cộng 1 nó là ước của cái số 6057. Vì cái số này là số dương nên nó là ước nguyên dương của 6057. 6057 nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ước nguyên dương này. Thì từ đó chúng ta bắt căn x cộng 1 bằng 1 hoặc bằng 3 hoặc bằng 9 hoặc vân vân. Thì bằng 1 thì tương đương x bằng 0, thỏa mãn. Và từ đó chúng ta tìm ra được các số x. Ở bài số 8 là bài toán ứng dụng thực tế. Bài này thì thường có trong các đề thi, kể cả Nam Định thì cũng hay có. Và Nam Định những năm gần đây thì hay cho dưới dạng một bài toán hình và tính diện tích của cái hình đó trong thực tiễn. A là số bài kiểm tra của một tiết đạt điểm 9 và điểm 10 của mình thấy nhiều hơn 16 bài. Tổng số điểm của tất cả các bài kiểm tra đạt điểm 9 và điểm 10 là 160. Hỏi A được bao nhiêu điểm 9, bao nhiêu điểm 10. Điều đây là bài toán, giải bài toán bằng cách lập phương trình. Gọi số điểm, số bài điểm 9 và điểm 10 của A lần lượt là xi. Thì đó xi là các số tự nhiên. Theo giả thiết này, tổng cái số bài đấy nó nhiều hơn 16, như vậy các em có x cộng y lớn 16. Tổng số điểm là 160. Như vậy cái bài điểm 9 chúng ta nhân với số bài điểm 9 là 9x, mà điểm 10 chúng ta mới nhân với số bài điểm 10. 10 điểm nhân với số bài thì sẽ là điểm, mà tổng cái này là 160. Thì đến đây các em gặp một cái phương trình nghiệm nguyên hai biến xy và có cái chặng x cộng y lớn hơn 16. Thế thì chúng ta lưu ý là khi nó cho cái này thì các em cố gắng tìm một cái đánh giá để chặn cái x cộng y thì nó bé hơn bao nhiêu đó. Thí dụ bé hơn 20 thì chúng ta được x cộng y bằng 17, 18, 19. Thế bây giờ ta chặn cái đó thì ở đây các em chuyển cái 10y này thành 9y cộng với y. Một y em bắn sang bên phải thì các em được 9y cộng với 9x bằng 160 trừ y. 160 trừ y thì nó phải bé hơn bằng 0. Như vậy, x cộng y nó phải bé hơn bằng 160 trừ y nhé, nó phải bé hơn bằng 160. Vì y lớn bằng 0 mà. Như vậy có 9 nhân với x cộng y đóng bằng ngoặc này thì bé hơn bằng 160. Như vậy x cộng y sẽ bé hơn bằng 160 phần 9. X cộng y bé hơn bằng 160 phần 9. 160 phần 9 nó cứ khoảng 17 phẩy mấy đó. Như vậy x cộng y lớn hơn 16 và bé hơn 17 phẩy mấy. Vậy x cộng y chỉ có thể là 17. Và kết hợp nó với 9x cộng 10y 160, các em giải được x cộng 10y 17. Bài toán này cũng khá hay. Giải phương trình nghiệm nguyên, biết có một cái điều kiện chặn thì chúng ta tìm thêm một điều cặn, điều kiện thêm điều kiện chặn dưới là lớn hơn. Chúng ta tìm một điều kiện cặn chặn trên nữa. Về hình giải quá thầy không kịp giải nha. Vì mỗi clip này thầy chỉ để chế độ 10 phút thôi, các em có thể xem nhanh lời giải. Chúng ta chuyển sang câu 10. Tìm để có hai nghiệm x1 x2 thỏa mãn, thì thực chất đây là một cái bài toán đã có theo VS. Theo VS thì các em hãy dùng định lý VS để đưa vào thôi. Và trước đó thì chúng ta phải có điều kiện để cho các phương trình nó có nghiệm. Ở đây có hai nghiệm phân biệt, như vậy các em cần phải có delta dương này. Delta dương thì các em dẫn đến m nó khác trừ 1. M khác trừ 1 nhé. Sau đó chúng ta dùng VS và thay vào. Thì từ đây các em thêm nảy sinh thêm các cái điều kiện cho các cái căn này xác định. Như vậy m lớn bằng 0 và bé bằng 1. Như vậy điều kiện gốc cuối cùng m lớn bằng 0, bé bằng 1. Và đến đây chúng ta gặp một bài toán tìm điều kiện tham số m nhưng mà nó lại biến thành một cái phương trình vô tỉ. Như vậy đến đây chúng ta phải biết cách giải phương trình vô tỉ này. Thì về kỹ thuật để giải phương trình vô tỉ thì các em phải biết sử dụng máy tính thì chúng ta mới làm được, xử lý được hết các cái loại bài đó. Thì kỹ thuật máy tính là các em chuyển 2m cộng 1 sang bên trái rồi nhập phương trình đó, nhập vế trái phương trình đó căn 2m này cộng căn 2 trừ 2m này trừ 2m trừ 1 này, nhập vào máy xong chúng ta dùng lệnh ship xôn thì nó sẽ hiện một cái nghiệm là 0,5, tức là 1/2. Rồi muốn biết còn nghiệm nào khác 1/2 hay không thì các em lấy cái biểu thức vừa nhập đó, căn 2m cộng căn 2 trừ 2m trừ 2m trừ 1 đóng bằng ngoặc to lại, rồi các em chia cho 2m trừ 1. Sau đó chúng ta lại tiếp tục dùng lệnh ship xôn. Thì nếu còn nghiệm khác thì nó sẽ hiện ra. Và không còn nghiệm khác nữa thì nó sẽ mark error. Và trong trường hợp này thì nó không còn nghiệm khác. Như vậy ta khẳng định phương trình này chỉ có một nghiệm m bằng 1/2. M 1/2 thì khi